Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ thực hiện ép kính con LG Q8 này nha. Cũng nặng. Chức năng thì mình test xong hết rồi. Giờ mình test lại cái màn hình cho mấy bạn coi nè. Cảm ứng bình thường. Hiển thị bình thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra. Đầu tiên là mình sẽ mở cái nắp lên. Đây là mình sẽ mở cái nắp lên ra nha các bạn. Con này nó thiết kế khác với mấy con khác. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái màn hình ra khỏi cái sườn để ép kính như vậy. Bây giờ mình sẽ đặt lên cái bàn nhiệt để mà nó nóng lên, để keo nó nhẹ đi để mà dễ gỡ hơn. Mình chờ nó nóng xíu rồi mình tắt cái màn hình ra như vậy. Cọc dây của màn phụ mấy bạn mở ra, mấy bạn nhớ chú ý nha.
Đây là cái màn hình mình đã tách ra khỏi cái sườn rồi nha mấy bạn. Cắt ra. Giờ màn nó bể quá, mình phải lấy băng keo mình dán nó lại, cố định mấy cái miếng nó lại. À, giờ mình bắt đầu tiến hành cắt nha mấy bạn. Đây là cái màn hình sau khi mình cắt ra nha. Bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi mình ép lại. Mình vừa vệ sinh xong cái màn hình xong rồi mình lăn keo rồi nha các bạn. Bây giờ kính thì mình cũng chuẩn bị đây sẵn rồi. Giờ chỉ cần gỡ găng tay này chuyển qua máy giặt để máy giặt màn hình. Sau khi giặt xong thì giờ mình tiến hành hấp nha mấy bạn. Còn một ít bột này. Giờ mình bắt đầu xả nha mấy bạn. Đây cái màn sau khi hấp xong thì nó hết bọt rồi. Giờ mình tiến hành ráp máy luôn. Rồi trước khi ráp máy thì mình test lại cái màn cái nha các bạn.
chat lại cảm ứng với lại điện thoại. Cảm ứng bình thường nha các bạn. Điện thoại cũng bình thường không? Bây giờ mình tiến hành dán màn hình vào show. Đi keo trên sườn trước nha các bạn. Quá trình ép kính con LG Q8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.